Hello, xin chào cả nhà, lại là Hani đây. Trong video này, Hani sẽ quay cho mọi người xem Ringling Museum, viện bảo tàng Ringling ở thành phố Sarasota của tiểu bang Florida nha. Này là tụi mình đã mua vé và đi vào trong rồi. Có cái xe hơi mô hình dễ thương chưa nè, nhỏ xíu luôn á, chắc có mình hoặc là mấy đứa trẻ thì mới chui vô vừa thôi. Mình nhìn những cái mô hình này á, thì mình cảm giác giống như là họ mô phỏng lại một cái nhà hát ngày xưa vậy đó mọi người. Ôi nhìn cũng giống thật lắm chứ bộ. Giống như là ngày xưa cái chỗ này á, là để người ta diễn xiếc rồi diễn kịch đồ á, diễn tuồng đồ á mọi người. Cái này giống như bảo tàng xiếc vậy. Coi thái à. Nào, ban coi, ban mua coi. Ủa này dễ mà. Này chút xíu mà. Này dễ mà. Này dễ. Rồi, rồi em ơi. Em đi đâu á? Em ơi. Đi đâu á? Chết mẹ làm được kìa. Phỏng cái nút quá, phải ấn á. Bình tĩnh. Thôi, chị ơi, em ơi. Cái dây của Lân Châu sẽ đi bằng dép. Bằng dép nữa hả? Tiền công à? Rồi, trời ơi, chị Bảy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, dễ vậy. Ôi trời dễ vậy đây. Dễ dàng, easy. Ngồi đây sẽ. Được ánh sáng. Bé tí hon. Cái này là nó vọng ra hết phía sau luôn nha. Cái này người ta làm mô hình mà nhìn giống như kiểu đang đi Paris. Đúng rồi đó. Đang đi diễu hành. Đang diễu hành luôn. Nhà vua kìa. Thái kìa. Đừng chọc nha, chọc cho chỉ. Chỉ xong kìa. Rồi Kim Thái rồi. Đây à, Thái đây à, Thái đây à. Thái đó, Thái đó. Hắn đây. Càng. Tôi đây nè, ơi, tôi đây nè, công chúa thủy tề. Chúa. Công chúa hồi chứ không phải thủy tề. Ông ngồi lại này. Cầm thế. Trông thế. Lại sao cái chụp hình trong này vậy? Trông thế. Cưng nhở. Lại đi đâu vô đây? Lại đi đâu vô đây? Lại sao vậy mà kêu lại. Nhìn trước kìa, nhìn trước mới đẹp. Đây này, hẳn đây. Ủa.
Thôi hạnh là gì đến nỗi này khang á hạnh nè khang văn nè thổi nhá thổi chưa thấy văn này văn này văn này văn này đang xin tiền này xin tiền này bây giờ vẫn chưa thanh thái đâu đẹp chưa wow wow ủa cái đó là tầng dưới mà sao mình không biết ấy một cái sân vận động luôn á ồ nhưng mà ý là ở tầng dưới mà sao mình đứng luôn dạ ở dưới không? Sẽ nắm cho mình coi là đang xuống dưới đâu thấy đâu sẽ nắm chạy lên đến trên này rồi thì mới phát hiện ra là ở phía dưới có một cái khu mô hình rất là đẹp giống như là một cái thế giới thu nhỏ của thời đó vậy đó mọi người thời xưa á đấy thế là chụp vài tấm hình làm kỷ niệm này ủa xinh phết nhỉ cái này cái sâu luôn à. Mọi người thấy cái mô hình của cái tàu xe lửa nè, dễ thương chưa? Đấy, rồi ngựa nè. Phải tàu xe lửa không ta? Thấy giống quá à. Mấy cái này giống mấy phim cao bồi mấy ha. Mấy cảnh này trong trong cảnh này. Mấy cảnh này giống như mấy phim cao bồi. Bên này thì mô phỏng lại những cái ngôi nhà đang xây. Những cái người thợ làm nhà. Đúng rồi đó. Nhỏ 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 lâu lắm á. Wow. Bự dữ. Giống như là những cái mô hình này là mô phỏng lại cái xã hội thu nhỏ hồi đó. Ờ đang có đúng rồi. Cái máy này đang dỡ đồ xuống nè, mấy này đang buông đồ xuống nè. Cái này cái cảnh thiệt của nó nè, đang dỡ đồ xuống. Cái này ngày xưa là một cái rạp xiếc như này, 1.300 người á. Cái rạp xiếc như này có cả worker đó, tức là chống ngại những người chuẩn bị đồ này. Ở đây này, ở Mỹ này. Phải đây không? Một cái rạp xiếc nó đi vòng quanh thế giới không? Cái sáng này. Còn dễ thương quá. Ôi, nhìn dễ thương. Nhìn nó lạ lạ. Nhìn nó giờ nè. Cổ. Như bây giờ hả? Main Street cũng ghê á. Cái này đường cái tên luôn. Hả? Đường này đường Broadway nè. Broadway à? Ở New York à? Nó cái này chỉ là cái town đó. Thì cái này chắc là nó phải diễn ra ở chỗ bự nhất của tao rồi. Ừ. Giờ không còn nữa. Sao giờ nó không còn hả? Ờ, giờ không còn cái này chắc mất tiền nữa. Không ai coi nữa chứ không phải không có tiền giờ không ai coi giờ thử kêu mà bây giờ đi câu ship và ship được bao nhiêu người coi đâu đâu coi coi đâu coi đi thưởng thức. Đây họ mô phỏng đường phố của nước Mỹ thời xưa này mọi người ở cái rạp xiếc này nè. Nào thải giả bộ rủ đi xem xiếc đi. Đây là mô hình ở chỗ cái khu diễn xiếc nè mọi người. Xiếc voi, xiếc thú, có hư câu cổ nữa nè. Mọi người thấy có rất là nhiều khán giả đứng xem. Và những con thú thì mỗi một con thì ở trong một cái khu, một cái lồng khác nhau. Đấy. Một hàng voi. Một hàng voi thì đấy, bảo. Ờ, dễ thương nhỉ. Từ con voi bé đến con voi to nha. Ủa, chút. Nhìn nè, rất là ngon. Ủa. Đúng vậy. Ngày xưa ở đây là một cái rạp xiếc rất là nổi tiếng mà bây giờ thì hết rồi, bây giờ người ta không còn nữa nha.
Đấy, ngày xưa thấy nhiều người đi coi xiếc giữ cho mọi người. Đấy, màu trắng này. Đấy, nhà vệ sinh thời xưa kìa mọi người. Mà nó kêu á, chỉ được nhìn như trong đó thôi, không được nhìn ra ngoài. Không được make eye contact. Eye contact kỳ, kỳ. Wow, okay, bên trong kia, trong kia, kia, bên, kia, kia. Bên kia là diễn kìa. Trời ơi, đu dữ vậy. Đẹp à? Wow, trong kia làm ghê quá. Mà một cái biểu diễn thật mà như vậy luôn hả? Chắc vậy. Vậy sao coi sao nổi trời. Wow. Nếu mà mình ngồi đây mình... Đây là Thái này, đây là Thái này. Hai đầu đó hả? Hai đầu luôn. Hai đó hả? Đây là Hạnh, Hạnh đâu rõ rồi, Hạnh đâu rõ rồi, Hạnh đâu rõ rồi. Công nhận ngày xưa mà có một cái rạp xiếc như thế này thì thật sự nó rất là hoành tráng luôn đó mọi người. Mọi người thấy cái mô hình mà khán giả đông ơi là đông không? Rồi là người ta biểu diễn ở trên không nè, rồi đu nè, rồi đủ thứ. Rất là hoành tráng luôn đó. Mình thật sự ở ngoài đời mình chưa bao giờ đi tới một cái rạp xiếc nào mà nó hoành tráng như vậy. Nếu mà mình là người đi coi á, sao coi sao nổi trời. Ồ, nó đang biểu diễn nha. Nó diễn trọng kìa. Nó muốn chơi kìa, nó muốn chơi kìa. Nó xoay nãy giờ. Cưng ghê luôn á. Đi phép bong bóng đó trời. Hai bạn. Giống như kiểu mà ví dụ mày ngồi ở đây đi, sao mày coi bên kia ha. Đúng không? Ví dụ ngồi ở đây sao coi bên kia. Mời vai, mời mấy bà coi sao nổi nhiều quá. Mấy ngày. Ủa mấy cái sân đó, cái sân vận động này cũng như trang như sân vận động đá banh khác gì đâu. Thì đấy. Hồi đấy mà giàu quá ha. Giàu. Sao một mấy phần vận động này có cả mấy chục năm lịch sử rồi á. Ghê thì. Chắc mấy cái sân vận động này là giờ lấy làm sân đá banh hả? Chắc gì. Để mà làm được những cái mô hình nhỏ như thế này, đầy đủ như thế này cũng rất là công phu và tỉ mỉ luôn á mọi người. Mà họ làm nhìn giống như thiệt luôn. Những cái con người nè, rồi nhà cửa, rồi đủ thứ hết. Công nhận những cái người làm ra những tác phẩm như thế này á, cũng rất là giỏi. Đó là tận bên trong mày thấy không? Từng cái bụng nhỏ nhỏ. Cái này này tại tao tối rồi. Đây là đồi núi nè. Những người đang cắt gỗ nè. Đây là đồi núi, chỗ làm đẹp quá. Cột điện. Ê, tính ra là thầy không có khác gì mình mà nhìn còn sang hơn. Đám này giống như kiểu homie đứng chụp hình này. Đâu nè, đứng chụp hình nè. Họ làm nhìn rất là thật luôn mọi người. Nhìn giống như là một cái xã hội thu nhỏ vậy á. Cái thằng đó, cái thằng đó, cái thằng đứng nhìn sư mù á. Đó là cầm chay vậy nè, cho anh chưa biết là đứng hướng á. Sơ lửa có đường như vậy. Tàu lửa có người đường cây sơ lửa nè. Bắt trời nó lửa. Cái khúc mà nó chia làng á. Rồi đi làng nào. Thằng đi xe lửa đi, mới chi biết rồi. Ở đâu? Ở mềm á, ở Las Vegas hả? Bây giờ là tụi mình đi qua một cái khu khác cũng ở trong cái Ringling Museum này luôn, ở trong cái viện bảo tàng này luôn nha mọi người, nhưng mà nó nằm ở cái khu khác.
bên ngoài là biển, nhìn đẹp quá mọi người ha. Mà mỗi tội hơi nắng mọi người. Kiến trúc ở đây nhìn nó cổ cổ á mọi người ha. Cái nền gạch nhìn hoa văn nó cũng đẹp mắt nè, nhìn nó cổ kính nè. Không biết người ta thu gom vỏ sò chất thành đống như thế này để làm cái gì nữa. Chắc là để lát đường hay gì đó. Quang cảnh thiên nhiên ở đây đẹp và trong lành quá mọi người ha. Có cái hồ nước bình yên phẳng lặng đã chưa mọi người nè. Bạn mình nói đây là hoa thông á mọi người. Ở trên này nhiều loại thông lắm. Mà cái cây thông này có hoa nhìn đẹp quá ha. Trắng trắng giống như bông bi vậy á. Mọi người thấy cái này có quen quen không ạ? Nhìn giống ở Đà Lạt mình ha. Wow. Trong này họ trưng bày những cái di tích lịch sử từ thời xưa á mọi người, của nhiều nước khác nhau, nhiều thời khác nhau. Tham quan một vòng xong cái Ringling Museum á, thì tụi mình đi chơi đua xe và đến khu vui chơi của thành phố Sarasota để chơi một số những cái game ở đó. Đây là cái khu vực để đua xe nè, đua xe đồ chơi thôi nha mọi người. Ngồi lên cái xe giống như là cái xe điện đụng ở trong mấy khu vui chơi ở Việt Nam á mọi người. Xong rồi chạy đua mấy vòng vậy đó. Còn đây á, là tụi mình đang chơi bắn súng nha. Sau khi chơi khá khá trò chơi ở khu vui chơi rồi thì tụi mình đi ăn đồ nướng Hàn Quốc nè.
cái đầu ra một chấm thôi, không chấm gì rồi bàn đẹp quá đó, đẹp rồi. Cái này có trộn không? Chụp xong sẽ trộn. Vậy là video đi thăm Ringling Museum của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye!